Xin chào kính chào quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì chiều hôm nay là thứ năm ngày 2 tháng 11 năm 2023. Mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua thành giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi chiều hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác, anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Nếu bà con quý cô bác anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hay một số loại nông sản khác hàng ngày có thể vào trong danh sách video trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con quý chị các bạn, tình hình thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá buổi chiều hôm nay thì giá đang có chiều hướng đang ổn định so với lúc sáng. Trong một hai ngày trở lại đây thì giá đang có chiều hướng đang tăng nhẹ. Thanh long ruột đỏ khu vực miền Tây thì loại 1 dao động từ 24 đến 25 ngàn, loại 2 dao động từ 19 đến 20, còn loại 3 dao động từ 14 đến 15 ngàn. Thanh long ruột đỏ hàng giạt hiện nay tại khu vực miền Tây thì dao động từ 5 đến 6 ngàn đồng một ký tùy theo từng nơi. Đây là giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây. Giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nhé bà con, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2 đến 3 ngàn, lúc nào thì cũng có sự chênh lệch lên xuống. Hàng giạt thì dao động từ 5 đến 6 ngàn. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hôm nay tại khu vực miền Tây. Long ruột trắng ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp dao động từ 15 đến 17 ngàn, còn hàng sàn dao động từ 12 ngàn đến 14 ngàn. Hàng giạt của thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây dao động từ 4 đến 5 ngàn. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì bò đẹp dao động từ 14 ngàn, 15 ngàn, 16 ngàn, bò sàn thì 12 ngàn, 13 ngàn, 14 ngàn. Còn hàng giạt của thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì cũng là dao động từ 4 đến 5 ngàn. Tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì loại 1 dao động từ 21 đến 22 ngàn, loại 2 dao động từ 15 đến 16 ngàn, còn loại 3 dao động từ 10 ngàn đến 11 ngàn đồng ký tùy theo từng nơi. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ khu vực Bình Thuận. Giá này là giá thương lái thu mua tại vựa, hàng giạt thì đang nằm dao động từ 5 đến 6 ngàn. Thế đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc bà con, quý bác, anh chị và các bạn đang xem kênh để có một ngày thật vui vẻ, may mắn và thành công. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại tất cả quý bà con.